dọc theo phố Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội. Tôi gặp một cái hàng bán, một hàng bán hoa cây cảnh đầy đủ, kể cả chậu cảnh. Vâng. Có một cái cây bông trang đỏ này. Cây bông trang đỏ này nhìn rất hay. Cây thân một. Đó là cửa hàng anh Phong Lê. Cái cây này bao tiền đấy? Cây bông trang này bao tiền? Gần 2 triệu. Gần 2 triệu là cụ thể bao nhiêu? Triệu mấy? Thì cho là gần 2 triệu, gần 2 triệu nhé. Gần 2 triệu. Rồi đi chở hàng đi. Vâng, đẹp rực rỡ nhất đó là những chậu hoa đỗ quyên. Rất là tuyệt vời. Cây hoa đỗ quyên này bao tiền một cây? 280 ngàn. 280 ngàn một cây đỗ quyên. Cây đa là tam đa luôn đấy. Đây là ba thân phúc lộc thọ đấy. Anh ạ. À. Ông chơi cây cảnh không biết đấy. Cây này là 2 triệu rưỡi. Còn cây xanh đây là 1,5 triệu. Cây xanh cái dáng cũng ngộ đấy. 1,5 triệu cây này. Cháu đứng đây ông chụp ảnh, cháu đứng đây. Đứng cạnh cái chậu cúc kia. Đến đây. Chỗ này.
chỗ cạnh chậu cúc này nhá. Đấy, đứng đấy, đứng dịch vào đây. Đấy, đây rồi, nhìn đến đây ông chụp. Nào, con gái bố Phong ông chụp nhá. Rồi, đẹp lắm. Rồi, cảm ơn cháu. Thế cháu năm nay học lớp mấy nhỉ? 2. Cháu học lớp 2 rồi. À, vậy là cháu mấy tuổi? 7 tuổi. 7 tuổi, lớp 2. Mấy tuổi đi học? 6 tuổi đi học rồi. Đúng không? 6 tuổi đi học mà học lớp 2 thì phải 8 tuổi chứ nhỉ? Sắp 8 tuổi nhỉ? Vì chưa hết lớp 2 ấy. Mới có như vậy là mới học hết, sắp hết một học kỳ của lớp 2. À ôi trời ơi, 3 con 9 kìa. Giỏi quá nhỉ. Con bố Phong thì giỏi rõ rồi nha. Rồi, ông cảm ơn cháu nhá. Thế là cháu được mấy đứa này nhỉ? Thế còn một đứa nữa đâu? À, cu đi học à? Cu là anh cái này chứ? Ờ, đúng rồi. Vâng, cái màu đỗ quyền này đẹp quá. À, ngã ba khu vực phòng thuế vụ và tài chính Ba Vì. Nơi đây thường xuyên như hàng năm là có những cái gian hàng bán hoa quả cây cảnh rất là nhộn nhịp. Ngày hôm nay chỉ còn 2 tuần nữa là Tết. Một số những cái gia đình đã mang đến đây để bán. Đồ xin ghi nhận những cái hình ảnh để gửi đến chúng ta trong cái không khí của những ngày chuẩn bị đón xuân. Chắc chắn chỉ khoảng độ 5 ngày nữa chỗ này sẽ kín luôn. Hai bên rìa đường đào quất bưởi, kể cả hoa mai vàng, mai trắng và các loại hoa sẽ rất là nhộn nhịp. Cây hoa trà đẹp quá. Ông vào trong kia kìa. Ông kia có hai cái cây, cây to đẹp hơn. Trong cái nào? Kia đây, phải đường đây đây. À, tức là lối này. À, kia đừng nhìn thấy kìa. Có hai cây kia. À, cây hoa trà này không biết giá bao nhiêu nhỉ? 8 triệu. 8 triệu cây này. Cây này 8 triệu đúng không? 8 triệu cây này, vậy cái hai cây trong kia đẹp hơn, chắc rẻ hơn. Cây này là bao nhiêu tiền em ơi? 10 triệu. Ở đây lại 10 triệu. À, tức là giá 10 triệu à? À. Gốc to thế nhỉ? Gốc này phải được 5 phân rồi. Đường kính 5 cm. À, thế về khuế này không có chậu à? Để chỗ khác để.
đâu chỗ chầu nào hả chị ơi, đâu chầu nào? Anh ơi, cái cây lưỡi hổ ấy bao tiền đấy? Cũng rõ đây bao tiền nhỉ? Mấy? 80.000 à? Cây lưỡi hổ 80.000. Và tôi có đến tham quan một cái vườn đào, đó là vừa nhà vườn Phúc Thắng ở cầu Bã. Trên đường đi suối 2 chúng ta hay đi qua. Giờ có một cái lô đào rất đẹp ấy. Và cái đào này nhà vườn đã ghép được hai loại hoa. Không sao không ghép nốt đào phai vào. À đào đào bạch và quên lại đào phai. Nhiều người thích chơi lửa lạ. Đây là trên là đào phai này, đấy là đào bích, đẹp nhỉ, hay đấy. Cây nào mà đẹp nhất mà đắt nhất trong cái lô đào của nhà em đây? Đây hai cây này đã có chủ rồi, cây có cái xe cải tiến hả? Vâng, hai cây, cây ngoài trên kia. Cây này đắt nhất thì giao lưu giá bao nhiêu đấy? À, tức là cho thuê thôi à? À, thuê 5 triệu trong một tháng đến đấy. Thế thì nếu bán thì bán giá bao nhiêu mày? Thì giá bao nhiêu? À, bán thì 7 triệu mà cho thuê 5 triệu. À, giảm được 2 triệu nhưng mà vẫn có được cây phôi. Để sang năm này lại có. À, thế thì chỉ cho thuê hay hơn. Hay hơn là bán nhỉ. Vâng. Hay quá nhỉ. Bán mà có 7 triệu thôi, cho thuê 5 triệu thế thì thêm 2 triệu nữa mua cả cây đào còn hơn. Bác ơi, làm coi như là ghép này khó khăn lắm đấy bác ạ. Vâng. Phải là đơn giản mà được ghép được ngay như này. Thế chị cho biết cái thông tin, cái địa chỉ nhà vườn mình để giới thiệu cho khách đến. Vâng ạ. Đấy, địa chỉ bác vừa đọc ấy mà. Cầu Bã. Vâng ạ. Xã Tiên Phong à? Không ạ, xã Tây Đằng ạ. À, Cầu Bã Tây Đằng. Đường đi vào suối 2 đấy. Đường đi vào thứ hai, thế thì có gần chỗ nhà Hồ Lan Thủy không? Hồ Lan Thủy quá vào trong quá rồi. Đi tiếp vào trong nữa à? Vâng ạ. À vâng. Cũng hay. Nhưng mà nhà mình làm được nhiều không hay là... Một mẫu ruộng, một mẫu đất mà toàn đào thôi. Thế thì cành, vừa đào cây, vừa thế thì đào... cái số lượng mà đem ra đây chỗ này thì có bao nhiêu đâu nhỉ? Vâng, đây rất là sớm em đem những cái cây này ra là cơ quan các... Người ta lấy sớm? Mà thuê này đa số là các cơ quan người ta thuê thôi. Người ta thuê xong chơi xong Tết lại đến lấy về. Gia đình cơ quan. Vâng. Cây này cũng đẹp nhỉ. Cây này hai thân rất đẹp mà nó cân đối này. Như cây này thì giá bao nhiêu hả à, chị? Giá thuê, giá mua. Giá mua đấy. Giá mua em lấy 5,5 triệu. 5 triệu rưỡi cây này. Còn cây này thì ghép hai màu. Cái cây cũng ghép hai màu đấy bác. Vâng. Phần trên là rất là đào phai đấy. Phai như cây xưa nó vẫn chưa lở. Cây này.
À, mình ngày hôm nay mới mang ra đây sao nhỉ? Mang ra thì qua bán được nhiều chưa? Bán ở nhà, bán ở đây. Nói chung là cũng mấy hôm nay thì chưa chạy đâu. Nó phải khoảng độ 5 ngày nữa. Tức là phải tính từ ngày 20 trở đi. Hàng hoa này phải từ 20 trở đi bán mới chạy được. Có lẽ là mình chấm cây này là hay nhất. Cây này nhìn nó cũng dáng siêu siêu mà cái đào bích phía dưới, đào phai phía trên nhìn nó đẹp, nó cân đối. Trời nắng nóng cho nên là một số cành đào là số lượng mà những cái bông hoa đã già rồi là rất nhiều.